giao thông sẽ gây nổi tiếng. Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định trích một phần các khoản tiền xử phạt vi phạm giao thông cho cảnh sát giao thông sẽ khiến lực lượng này mang nổi tiếng. Trích tiền xử phạt vi phạm cho cảnh sát giao thông là chưa hợp lý. Chiều ngày 22 tháng 5, trong phiên thảo luận góp ý hoàn thiện dự thảo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tỏ ra băn khoăn về khoản 1, điều 5 của dự luật đối với việc trích một phần các khoản tiền xử phạt vi phạm giao thông cho cảnh sát giao thông. Theo đại biểu Yến Nhi, việc đưa quy định trích một phần các khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ cho công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng chưa thật sự hợp lý. Lý do là vì công tác xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tất cả đều phải tuân thủ theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính thì tại sao lĩnh vực này lại có một quy định riêng đưa ra quy định là trích phần trăm tiền xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy, một mặt quy định này sẽ làm cho không thống nhất với các chính sách cũng như các quy định chung và các luật có liên quan như là luật xử lý vi phạm hành chính, luật ngân sách nhà nước. Mặt khác vô tình làm cho lực lượng cảnh sát giao thông bị những điều tiếng không hay. Theo đại biểu, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại hóa cho lực lượng cảnh sát giao thông là cần thiết. Tuy nhiên, không riêng lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, mà những ngành, lĩnh vực khác như môi trường, tài nguyên, như quản lý thị trường hết sức phức tạp, cũng xảy ra hành vi vi phạm hành chính hầu hết trên cả nước và rất quan trọng về mặt quản lý nhà nước, xã hội mà chúng ta cần phải quan tâm. Chính vì vậy, tôi đề nghị không quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước trong dự thảo luật. Vấn đề này sẽ thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Nếu như có khó khăn về trình tự, thủ tục trong thực hiện bố trí ngân sách như trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề cập, thì tôi thấy cần phải có biện pháp tháo gỡ như thế nào cho thỏa đáng để chúng ta thực hiện cho thông suốt. Đại biểu đưa ý kiến, làm rõ một số vấn đề về trừ điểm giấy phép lái xe. Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Con Tum lại bày tỏ băn khoăn về quy định người có hành vi vi phạm về pháp luật về trật tự giao thông đường bộ bị trừ điểm giấy phép lái xe. Theo đại biểu, quy định này có hai vấn đề cần quan tâm làm rõ và bổ sung thêm. Đó là cần làm rõ đây là biện pháp xử phạt hành chính hay biện pháp bổ sung xử phạt hành chính. Cá nhân đại biểu cho rằng đây là biện pháp bổ sung xử phạt hành chính. Nếu như vậy thì cần bổ sung vào dự thảo luật theo hướng người có hành vi vi phạm pháp luật trật tự giao thông đường bộ vừa phải chịu xử phạt hành chính vừa phải bị trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, theo quy định tại dự thảo luật thì phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật và khi có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ điểm. Vậy trong thời gian chờ kiểm tra hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu thì giấy phép lái xe này có còn hiệu lực hay không? Đại biểu đề nghị cần quy định rõ theo hướng, nếu bị trừ hết điểm thì giấy phép lái xe đó hết hiệu lực và khi được phục hồi đủ 2 điểm thì sẽ có hiệu lực trở lại. Đồng quan điểm, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, đoàn Quảng Ngãi cũng cho rằng, việc quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất răn đe, vừa có tính chất giáo dục, động viên việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mỗi lần bị trừ điểm là một lần cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Tuy nhiên, đối với quy định tại khoản 3, đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cũng như thực tiễn của Việt Nam để quy định cho phù hợp. Tránh tình trạng lái xe vi phạm bị trừ hết điểm chỉ cần tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật lại tiếp tục được phục hồi đủ 12 điểm và tiếp tục điều khiển phương tiện giao thông.